không có trường hợp học sinh bỏ học để kết hôn sớm. Ở các khu dân cư, người dân nâng cao nhận thức về hủ tục tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Những giải pháp quyết liệt xóa bỏ hủ tục này đang cho thấy hiệu quả ở xã Tân Bắc, huyện Quang Bình. Nhiều năm liền, Tân Bắc không còn tình trạng kết hôn cận huyết thống. Tỷ lệ các cặp vợ chồng tảo hôn được phát hiện, can thiệp kịp thời. Chúng tôi chỉ đạo các ban quản lý các thôn là xây dựng, lấy ý kiến của nhân dân, đưa ra các cái quy ước, hương ước ở thôn bản. Từ đó thì đối với các hộ mà đẻ con em xảy ra tình trạng tảo hôn thì các hộ vì thực hiện cái quy ước của thôn bản đó thì có chịu trách nhiệm đối với trước thôn bản và không được hưởng các cái quyền lợi như của thôn bản đã đề ra. Triển khai đề án giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025, tỉnh Hà Giang đã xây dựng được 17 mô hình điểm. Các hoạt động của đề án tập trung nâng cao năng lực truyền thông, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho các mô hình cấp xã và trong trường học. Tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại các mô hình điểm giảm trung bình từ 30% trở lên. Đặc biệt, 6 trên 17 mô hình điểm đến nay không còn tình trạng cưới tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Các cái bộ luật liên quan như là luật hôn nhân gia đình, luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình và nghị định 82 về xử lý vi phạm hành chính, rồi hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm và cách làm hay ở một số các cái tỉnh khác trong cái chương trình triển khai thực hiện phòng chống tảo hôn, thường xuyên duy trì các thông tin để hỗ trợ các cái mô hình thực hiện ở cơ sở và hàng năm cũng có hỗ trợ kinh phí cho các cái mô hình. Việc giảm thiểu tảo hôn hôn nhân cận huyết thống cũng đã có chuyển biến tích cực ở những địa phương không triển khai thí điểm. Xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, xây dựng dòng họ kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tiến tới xóa bỏ việc kết hôn sớm, kết hôn cận huyết.